chào cả nhà yêu. Vâng, lại là em Hiền đây. Và ngày hôm nay xin chào tất cả các khách hàng đang quay trở lại với thế giới xe cũ tại cửa hàng xe máy Thanh Đoàn. Vâng, lần đầu tiên cho phép em Hiền tay mặt cửa hàng xe máy Thanh Đoàn gửi lời cảm ơn tất cả các khách hàng thân yêu đã đồng hành ủng hộ xe máy Thanh Đoàn. Và đặc biệt một ngày chủ nhật hôm nay đại thành công luôn. Vâng, 30 chiếc xe đã rời đổi tại cửa hàng xe máy Thanh Đoàn. Không biết nói gì hơn, chỉ biết hai từ cảm ơn tất cả những vị khách thân yêu đã đồng hành và ủng hộ xe máy Thanh Đoàn nhé. Hy vọng trong thời gian tới mọi người cũng sẽ luôn theo dõi và đồng hành với xe máy Thanh Đoàn. Vâng, nếu mọi người đang quan tâm dòng xe cũ, đang quan tâm tất cả các mẫu xe đã qua sử dụng, đang muốn đối xe hay là đang chỉ quan muốn là biết giá cả như thế nào thì nhớ đến đây trực tiếp tại xe máy Thanh Đoàn, số nhà 465 và 471 đường Nguyễn Trí Phương, khu phố Bình Đường 4, phường An Bình, thành phố Di An, tỉnh Bình Dương. Xin phép đã nhắc lại địa chỉ, số nhà 465 và 471 đường Nguyễn Trí Phương, khu phố Bình Đường 4, phường An Bình, thành phố Di An, tỉnh Bình Dương. Điện thoại liên hệ của cửa hàng xe máy Thanh Đoàn 0967424911. Xin phép nhắc lại địa chỉ và số điện thoại 0967424911. Và ngày hôm nay xe máy Thanh Đoàn về rất nhiều xe đang chào đón tất cả quý khách hàng thân yêu và không biết bắt đầu từ đâu. Vâng, đầu tiên em Hiền sẽ chọn một chiếc xe màu đỏ để cho đó cả ngày cả đêm. Vâng, đầu tiên em Hiền đang review cho anh chị bà con một chiếc Way S110 màu đỏ kết hợp với bạc và xe rất chi là mới và đẹp luôn. Một chiếc xe đăng ký 2011 và bây giờ là 2021, chạy 10 năm rồi mà còn đẹp như thế này, rất chi là mới luôn thưa quý anh chị bà con. 60F2 40471 đến với xe máy Thanh Đoàn ngày hôm nay. Em Hiền xin phép đế chiếc quê che Way S dán keo nguyên côn vừa lột đầu nồi zin máy êm, ốc tán váy màu và cực kỳ êm luôn, với giá 10.500.000 đồng. Vâng, một số anh chị em bà con đang liếc mắt đưa tình báo tới xe gì đắt thế trời, tiền nào của đó anh chị bà con nhá. Nếu ai từng là fan của em Hiền cũng như xe máy Thanh Đoàn thì mọi người cũng biết rằng tiền nào của đó nhá, 5-7-8 triệu cũng có một chiếc xe để đi, nhưng một chiếc Way S đi 10 năm mà đẹp như thế này thậm chí có tiền chưa chắc tìm được để mua, em Hiền nói thật luôn. Vâng, một chiếc xe máy cực kỳ êm luôn, tất cả các chức năng hoạt động tốt. Bây giờ tình trạng xe đơn giản, đầu nồi zin máy êm, dàn ảo dán keo vừa lột, giá công khai 10.500.000 đồng. Một chiếc xe máy móc cực kỳ êm thưa quý anh cho bà con luôn. Và đây, đặc biệt ở đây, dàn ảo zin theo xe đây, lắp máy sáng trưng luôn đó, 10.500.000 đồng, máy cực kỳ êm và chất luôn nhá. Và toàn bộ dàn ảo vừa lột keo ra đẹp như mới luôn. Nếu quý anh chị em bà con đang quan tâm một chiếc Way S110 siêu cọp siêu đẹp thì đây lựa chọn không thể nào tuyệt vời hơn. Bánh căm thằng đĩa nhanh cho bà con nhé, 10.500.000 đồng. Đó, rất chi mới và đẹp thưa quý anh chị em bà con. Tiếp tục đây là một chiếc Novo 6 màu trắng xanh. Vâng, Novo 6 là một trong những dòng xe phải nói bán chạy tại xe máy Thanh Đoàn. Và giá thì cũng chênh lệch nhau rất nhiều luôn. Một chiếc xe Novo 6 biển 66H1-20050 đến với xe máy Thanh Đoàn ngày hôm nay, em Hiền xin chốt giá 17.500.000 đồng. Rất chi mới là đẹp. Nếu quý anh chị bà con đang quan tâm một dòng xe Novo 6 đời cao đó, màu đẹp inox nguyên con thì đây là lựa chọn không thể nào tuyệt vời hơn. Tất cả các khách hàng đến mua xe tại cửa hàng bên em Hiền được test thử, được chạy thử và thậm chí cho chạy miễn phí trong vòng một tuần anh chị bà con nhé. À, rất nhiều sự lựa chọn đến với xe máy Thanh Đoàn, từ dòng xe sổ đến dòng xe ga, từ dòng xe rẻ tiền đến dòng xe cao cấp. Thậm chí có những vị khách vương xa, em Hiền ơi anh chốt chiếc xe rẻ tiền đi về ngon quá, có vài ba chiếc alo ngay và liền tranh. Đó là những phá nồi tuyệt vời tại xe máy Thanh Đoàn. Cảm ơn tất cả các khách hàng đã đồng hành. Có những vị khách đã mua lần thứ tư, thứ năm, và có những vị khách chưa bao giờ mua lần nào mà lại giới thiệu anh chị em bạn con đến đây mua. Đó là những điều em Hiền nghĩ ra trong làm nghề kinh doanh mà thành công nhất tại xe máy Thanh Đoàn cũng như trong nghề kinh doanh anh chị bà con nhé. Sự giới thiệu nhiệt tình. Và ngày hôm nay thì chào đón rất nhiều vị khách từ tất cả mọi nơi đến đây mua xe. À, tất nhiên là cũng không thể nào trọn vẹn được tại vì số lượng khách quá nhiều, một mình em Hiền không thể nào tiếp hết được. Thì nếu mà có gì sai sót mong anh chị em bà con cũng thông cảm và bỏ qua cho em Hiền nhé. Đó, tại vì số lượng xe quá nhiều, mặt bằng thì tới 2 mặt bằng, rất dài và rộng thênh thang, nhiều khi không thể nào tiếp trọn vẹn được từng khách hàng một, mong anh chị em bà con bỏ qua. Quan trọng nhất mình chọn được cái chiếc xe vừa ý mình, chạy ngon là điều hạnh phúc nhất, đúng không anh chị em bà con. Em Hiền tiếp tục review anh chị em bà con một chiếc Way S110 màu đỏ bạc biển 60C1 20740
xe dàn áo vừa lột keo cũng cực kỳ mới và đẹp. Đấy mọi người cũng có thể nhìn giống giống quen quen. Cái mẫu này miền quay là mẫu cũ và đây là mẫu mới nhá. Nhưng mà mẫu mới cũ không quan trọng, quan trọng là máy móc thì đều ngon như nhau. Và giá thì bằng giá 10.500.000 đồng. Đó, cách đây vài hôm thì những mẫu xe này thì loại 7.500.000, 8.500.000, 9.000.000 cũng có nhá. Nhưng mà những chiếc xe đẹp như thế này thì em liền chào bán với giá để khuyến cho bà con 10.000.000 đồng. Xe này là bánh căm tăng đùm, không có đìa, bán 10.000.000 đồng. Xe rất mới và đẹp á. Em liền có trao đổi tất cả dòng xe, anh chị em bà con xuống đây để đuổi được những chiếc xe đẹp hơn nhá. Và đây tiếp tục một chiếc phu trở. Một chiếc phu trở một màu đỏ đô và xe rất là liền lạc, bánh căm tăng đĩa nhá. Xe này thì đầu và nồi đã có làm rồi nhưng mà máy giờ chưa chẽ và chưa bị lai đồ Trung Quốc. Dàn chân, dàn ốc rất sạch, dàn áo thì liền theo xe luôn. Đó, em liền quay chi tiết cận cảnh từng chi tiết tại chiếc xe để anh chị em bà con thế tham khảo lựa chọn. 5396850. Vâng, nếu quý anh chị em bà con đến mua xe tại cửa hàng bên em Hiền, luôn yên tâm rằng tất cả trong quá trình quay xe, xe nào rin nói rin, xe nào làm máy nói luôn, tránh trường hợp treo đầu dê bán thịt chó mà giống như là nó ăn vào máu rồi. Đang quay một xe làm máy rồi và báo rin là không bao giờ mở miệng ra mà nói được, đúng không mọi người? Đó là vì sao mà ngày nào em Hiền cũng có thể bán được 10, 15, thậm chí là kỷ lục 3, 4, 50 chiếc. Là nhờ cái lời nói của mình là đúng trọng lượng. Xe rin thì cứ nói rin, xe làm nói luôn. Đó, để tránh trường hợp khách bị mua nhầm nhá. Phu trở tình trạng xe đầu nồi làm máy dứa chưa ché, dàn ngoài dàn áo sạch sẽ, dàn tem rin theo xe, dàn áo không bế xước chỗ nào, máy thì cực kỳ êm. Biến 5396850 với giá 10.500.000 đồng. Đó, nếu quý anh chị bà con thực sự quan tâm thì nhớ chốt đơn ủng hộ em Miền. Đến với xe máy Thanh Đoàn, quý anh chị em bà con có thể mua tiền mặt, mua trả góp qua thẻ tín dụng, hoặc mua trả trước 0 đồng, hoặc đưa trước 30% xe. Tất cả đều có mặt tại xe máy Thanh Đoàn. Thậm chí quý khách hàng mua xe thiếu 1, vài 3, 4, 5 triệu tại cửa hàng xe máy Thanh Đoàn cho thiếu luôn. Nhưng phải lưu ý là tùy vào giá thị xe. Không phải mọi người mua xe 5 triệu mà thấu thiếu luôn 5 triệu là miền bó tay. Mua xe 30 thiếu 5 triệu, 20 thiếu 3 triệu, 10 triệu thiếu 2 đến 3 triệu cũng được. Đã mọi người, chứ không mà thiếu nhiều quá là tội nghiệp em miền lắm. Phu trở với giá 10.500.000 đồng. Và đây trước màn hình của quý anh chị em bà con là một chiếc Winner phiên bản màu đen nhám ABS cao cấp, một chiếc xe cực kỳ mới và đẹp. Đó, nhiều khi em liền quay vào đây khách báo con mụ này xe nào cũng báo cọp, xe nào cũng đẹp, thì đẹp thì đẹp thật luôn mọi người nhá. Đó, mọi người không cần nghe miền nói, nhìn vào màn hình, tại vì em miền vừa nói vừa quay xe thật, người thật, cửa hàng thật, điện thoại cũng thật, không dùng bất cứ một app nào luôn. Đây em Miền sẽ giơ tay đây, tay nhăn nheo đây, tay vất vả đây. Đấy, xe nhiều mọi người thấy không? Đó, không hề dùng app luôn. Nhiều khách hàng là sợ mình quay lên dùng app, app gì đây, tay em Miền này xấu là đúng thật xấu luôn. Một chiếc Winner X mới chạy 2.242 km. Và hôm nay đến với xe máy Thanh Đoàn, em Miền sẽ chốt chiếc Winner X 2000 cây phiên bản màu đen nhám, đẹp không tì vết, không lỗi lầm, với giá để quý anh chị em bà con 33.800.000 đồng. ABS cao cấp, thắng ABS luôn đấy chứ bà con nhé, ốc tán khỏi phải nói luôn. Thậm chí cố bô chưa có một tí rét nào luôn, chưa có một tí nào hiện tượng rét rí ở tại cố bô. Tiếp tục đây là một chiếc AB 125 màu cam đen, bánh mâm thắng đĩa luôn, phiên bản chìa khóa thông minh cho mắc cây lên. Vâng, lưu ý là xe này là khách tự lên, không phải là hãng lên nhá. Khách tự lên chìa khóa thông minh 70D137789, không quan trọng là khách lên hay không, quan trọng là bây giờ có chìa khóa thông minh ở đây. Và quan trọng cái giá một chiếc xe AB đã có chìa khóa thông minh tại xe máy Thanh Đoàn đang chào bán bao nhiêu. Vâng, thật bất ngờ với giá chỉ có 27.800.000 đồng. Có ngay một chiếc AB 125 có chìa khóa thông minh để đi, không mua còn chần chừ gì nữa anh chị em bà con ơi. AB màu cam đen 125 có chìa khóa thông minh, lưu ý là đá lên. Đó, anh chị em bà con nói rõ chi tiết để anh chị em bà con phải bị mua lầm nha. Chưa bao giờ mua xe lại rõ ràng, dễ dàng như tại xe máy Thanh Đoàn anh chị em bà con nhé. Tiếp tục đây em liền review một chiếc Way Alpha đời 2018-19 màu đỏ này, gọi là đỏ tươi. Đó, một chiếc xe cực kỳ mới và đẹp. Và đây cũng có thể nói là một trong những dòng xe giữ giá nhất thị trường. Chiếc xe này đang chào bán với giá 14.000.000 đồng. Biển số 68G164414, giá này thì cũng không phải là thơm đâu. Nói chung là dòng Way Alpha thì nó giữ giá từ bao đời đây luôn. Nhiều khi mình muốn mua rẻ người ta cũng không bán được ạ. Và đây là một chiếc Novo LX
phiên bản 2011 và toàn bộ đầu nồi tem đin theo xe. Chiếc xe mang biển 93H103241 đến với xe máy Tinh Đoàn ngày hôm nay. Em Hiền xin phép chốt giá quý anh cho bà con mức giá 7.500.000 đồng nha. Một chiếc AB toàn bộ đang dán keo nguyên con, đẹp không tì vết, không lỗi lầm, màu trắng đó đen bạc ba màu luôn. Chiếc xe mang biển số 15B1 17683 với giá để quý anh chị em bà con mức giá 14.500.000 đồng đó. Có chìa khóa lớn, chìa khóa nhỏ luôn, AB 110 phân khối FP phun xăng để tới anh cho bà con nhé. Đầu nồi zin dàn áo cực kỳ mới và đẹp. Vâng, và đây một chiếc Acelo đầu nồi zin máy em dàn áo đang dán keo, biển số 59D168982 với mức giá chỉ có 9.500.000 đồng. Vâng, nếu như ai đang còn chần chừ cái liền đi, không cần chần chừ mua ngay và liền Acelo 9.500.000 đồng. Đèn áo đang dán keo, bánh mâm tăng đĩa, mọi chức năng hoạt động tốt và máy móc cực kỳ êm. Ở đây là đang dán keo nhưng mà người nó chết keo với nên lột vẫn ra. 9.500.000 đồng một chiếc Acelo, quá rẻ luôn, quá tuyệt vời luôn cho bà con nhé. Và lưu ý luôn, do số lượng có hạn, số lượng xe thì quá nhiều, em Hiền không thể nào quay hết trong một ngày được, trong một buổi được. Em Hiền chỉ cập nhật những chiếc xe đang có mặt tại hồ xe máy Thanh Đoàn vào ngày hôm nay. Còn những chiếc xe đã mua từ ngày hôm qua hôm kia thì em Hiền xin phép cập nhật từ từ. Nếu như cập nhật hết một lần thì không thể nào được, tại vì hôm nay về quá nhiều xe luôn. Đó, phải nói là ngập nhà luôn anh chị em bà con nhé. Và đây một chiếc Sirius FI màu xanh đời 2017, bánh mâm tăng đĩa, dàn ngoài có trầy nhè đôi tí lơ thơ, đầu nồi zin máy em với giá 11 triệu đồng. Vâng, với 11 triệu đồng anh chị em bà con con sở hữu ngay một chiếc Sirius FI phun xăng điện tử 84B1 40454, bánh mâm tăng đĩa, mọi chức năng hoạt động tốt nha. Em Hiền sẽ để thứ máy lên anh chị em bà con cùng xem luôn. Quá tuyệt vời, quá xuất sắc luôn. Và ai đang là tín đồ của Click thì liên hệ ngay và lên cho miền. Chiếc xe mang biển 61X2-2914, đầu nồi zin máy êm và dàn áo vừa thay mới xong. Vâng, một chiếc xe mà dàn áo mới thay mới thì mọi người tưởng tượng giống như mình mới mua một đồ đẹp về chưa mặc, mới mặc lên thì biết được cái đồ hot của nó cỡ nào rồi. Đó, một chiếc xe cực mới và đẹp với giá đúng 12 triệu đồng. Nếu anh chị em bà con đã từng thay dàn áo này, mọi người sẽ biết được cái giá trị thực của nó là bao nhiêu. Mọi người đừng chê đắt rẻ, tại vì xe rất mới và đẹp. Đó, và máy móc thì cực kỳ êm. Bao mọi người test và trải thử Click 12 triệu đồng. Dàn áo mới thay, đẹp long lanh, 61X2-2914 nha. Đắt êm luôn anh chị em bà con nhé. Đó, tiếp tục đây là một chiếc Future. Vâng, trước màn hình của quý anh chị em bà con, một chiếc Future đang dán keo nguyên con, màu đỏ đô, dàn chân ốc tán đẹp như mới anh chị em bà con nhé. Và ngày hôm nay đến với xe máy Tinh Đoàn, em Hiền xin phép chốt chiếc Future biển số thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, một chiếc Future màu đỏ đô đẹp như mới để cho tất cả quý khách hàng thân yêu với mức giá 26.800.000 đồng. Chiếc xe mang biển 61D1-95863, một chiếc xe mới chạy 7.000 cây số mà thôi, 2 chìa khóa còn đinh đeo xe. Đây em Hiền sẽ quay cận cảnh chi tiết này, dàn chân ốc tán cực kỳ mới và đẹp luôn nhé. Đó, để cho quý anh cho bà con mức giá 26.800.000 đồng, một chiếc xe mới chạy 6.000 cây. Và lưu ý luôn, nếu quý khách hàng đang xem kênh của em Hiền, ưng con nào mình có thể đặt cọc trước một vài ba hôm ghé lấy, hoặc là đặt cọc trước em Hiền ship về. Còn ai chưa nhận lương đặt cọc trước chờ lương lên lấy nhá, để tránh trường hợp một số anh chị em bà con đi rất xa xuống đây mà xe bán mất rồi, rất chi là tội nghiệp luôn. Đây, vâng, và đây em Hiền có thể nói là một chiếc xe đặc biệt nhất ngày hôm nay. Vâng, và trước màn hình của quý anh chị em bà con, em Hiền đang đi sắp sửa đây sẽ review một chiếc AB màu trắng siêu cọp, xe mới lột keo và xe mới chạy được 34.000, và lúc trước lúc sau xe này chạy được 15.000 cây, và lúc trước lúc sau còn theo xe luôn. Và đây, không biết nói gì luôn anh chị bà con nhé. Một chiếc xe AB đăng ký thường 2011-12 mà bây giờ quay vào đây không khác gì một chiếc xe 2019. Và lưu ý luôn, toàn bộ ở đây là nước sơn đinh, chưa giảm tuốt một lần nào luôn. Em Hiền nói 100% sự thật,
xác nhận xe này đã trơn lại nguyên con thì cứ alo cho em Hiền, để em Hiền đền tiền 100% cho khách hàng. Một chiếc AB đầu bò có 102, mọi người cùng chiêm ngưỡng này, thậm chí là cái phuộc của nó này. Em Hiền rằng nghĩ rằng nếu ai đang đi tìm kiếm một chiếc xe cọp thì đây mà không lựa chọn nào hoàn hảo hơn. 66G119735, một chiếc AB đầu bò, lúc trước lúc sau còn theo xe luôn. Và đây là toàn bộ nước sơn rin. Nếu mọi người phát hiện em sơn lại, cứ trả lại xe cho em Hiền. Và chiếc AB đầu bò còn đầy đủ 2 chìa khóa. Xe mới 15.000 cây, đẹp như một cây kiếm nhặt đến với xe máy Thanh Đoàn ngày hôm nay. Chốt giá 18.500.000 đồng. Mọi người cứ tự tin mà mua. Em Hiền bao cho mọi người tê và phê ngay từ cái nhìn đầu tiên luôn anh chị bà con nhé. Phải nói là có 102 tại xe máy Thanh Đoàn, và thậm chí là tại thị trường xe cũ đi. Mọi người cứ tưởng tượng một chiếc xe 10 năm này, chưa sơn lại một lần nào luôn mà đẹp cỡ này đấy. Mọi người thấy nước sơn đi không? Quá xuất sắc luôn, không biết nói ý điều giờ từ gì luôn. Lại là Novo 5 màu trắng xanh đời 2014, bánh mâm thăng đĩa, đầu nồi zin và tem zin theo xe, với mức giá để quý anh cho bà con 2.500.000 đồng. Chiếc xe mang biển 78H1-14874 anh cho bà con nhé. 12.500.000 đồng một chiếc Novo 5. Và đây một chiếc Classico với giá 10.000.000 đồng, rất mới và đẹp, bình đề đầy đủ, mọi chức năng hoạt động tốt, quay blade, bánh mâm thăng đĩa, chìa khóa thông minh. Vậy à, xin lỗi mọi người, chìa khóa chống trộm với giá 13.500.000. Và đây một chiếc Sirius 2019-2020 phiên bản màu xám lông chuột, xe chạy đúng 5.000 cây số, với giá để quý anh cho bà con 14.800.000 đồng. Một chiếc xe quá mới và đẹp luôn. Chiếc xe mang biển 83M101057 với giá 14.800.000 đồng. Chiếc xe như xe mới luôn, 2019-2020, đặc biệt màu xám lông chuột là màu hot. Vâng, nếu anh chị em bà con đang cảm thấy AB đầu bò 18 năm đất đỏ thì đây lựa chọn nhẹ nhàng. Chiếc xe mang biển 65D10886 em Hiền đang chào bán với giá 14.000 đồng. Đó, những chiếc xe cũng cực kỳ mới và đẹp, màu đen bạc, rất nhiều màu sắc để anh chị em bà con lựa chọn. Và mỗi chiếc xe thì có mỗi đặc tính riêng và giá cả cũng chênh lệch nhau từ tầm khoảng 1-2-3 triệu nhé. Em Hiền lại về một chiếc Novo LX màu đỏ, bánh mâm màu vàng. Cái này gọi là thế mâm màu đồng hoặc màu vàng cũng được, đời 2011. Đó. Thế này em Hiền đang chào bán cho quý anh chị em bà con với mức giá 8.000.000 đồng. Một chiếc Novo LX 93M11-3082. Rất mới và đẹp luôn anh chị bà con nhé. Đó, màu đỏ kết hợp với đen, đời 2011 luôn. Tiền anh. Vâng, và đây một chiếc mới kinh 2018 cực kỳ mới và đẹp, màu vàng kết hợp với xám lông chuột, đăng ký cuối 2018 và xe đẹp như mới luôn. Anh để thử máy đi anh. Chiếc xe mang biển 67N1-35598 đến với xe máy Thanh Đoàn ngày hôm nay. Em liền kể cho giá chiếc xe này 29.500.000 đồng, một chiếc mới kinh, không thế nào mới hơn, không thế nào đẹp hơn nhá. Máy nổ thì rầm luôn. Đó, toàn bộ dàn áo vừa lục keo. Quá tuyệt vời, màu đẹp dàn áo như mới luôn. Ốc tán bay màu. Và đây một chiếc Quay Alpha. Vâng, trước màn hình anh chị bà con là một chiếc Quay Alpha đời đầu. Đầu nồi zin và dàn chân cực kỳ mới và đẹp. Dàn áo màu đỏ tem zin nhưng có tầy và có phai màu theo năm tháng nhá. Nói rõ dàn áo zin theo xe, tem zin theo xe nhưng màu đỏ có tầy theo năm tháng anh chị bà con nhá. À, và đây chiếc cái này là bô lô nhưng có bô zin theo xe luôn anh chị bà con, em mình sẽ quay ký chiếc bô zin luôn. Một chiếc bô Honda zin theo xe. Nếu mọi người thích thì tặng hai bô luôn. À, xe này dàn bạc cực kỳ mới và đẹp luôn nhá. Đó, body Honda đúng 100% luôn này. Và quan trọng nhất ở chiếc xe này là đầu nồi nó còn đinh đét luôn anh chị bà con nhá. Bao đầu và nồi còn đinh đét luôn. Đó, dàn áo thì có tày theo 5 tháng.
chiếc xe em mang biển 79N206644. Em Hiền đang chào bán với mức giá để quý anh chị em bà con một chiếc quay Alpha đầu nồi trên đét. Đó, có chìa khóa chống trộm, dàn bạc đều, dàn áo có bế sức một vài chỗ lơ thơ và có bạc màu, nhưng mà tem vẫn in ra xe với giá 11.800.000 đồng. Em Hiền sẽ trực tiếp quay cận cánh dàn đồng cho anh chị em bà con cùng xem luôn. Đây, đất mới luôn, từng con nóc này, không có một tí đét nào, thậm chí ốc còn có màu luôn nhé. Đàn bạc cực kỳ mới đẹp, 11.800.000 đồng. Ở đây một chiếc quay Alpha màu trắng tinh khôi, đầu nồi zin máy êm, lên mặt nạ hai tầng cực kỳ độc lạ và đẹp với giá 11.500.000 đồng. Chiếc xe mang biển 63B8522209 lên cặp phuộc này. À, đầu nồi còn zin. Quay Alpha màu trắng 11.500.000 đồng. Lên cặp phuộc, đầu nồi zin, máy êm, tem zin lên xe. Dàn áo không đầy xước, lốc máy sạch sẽ và đẹp nhá. Căm niềng không có bị rét rí gì hết nhá. Đó, mình quay cận cảnh luôn. Đó, rất mới và đẹp. Hôm nay phải nói về quá nhiều xe đẹp luôn. Và đây một chiếc lít. Vâng. Và em Hiền này sẽ chơi chiếc xe này một điều thú vị luôn. Và lưu ý luôn mọi người nhé, xe này rất chi là mới luôn. Tại vì xe đang dán keo nguyên con. Xe này đang dán keo nguyên con nên em Hiền sẽ lột ra cho bà con cùng xem luôn. Toàn bộ xe đang dán keo nguyên con. Và em Hiền với anh chị bà con cùng làm ra một bài cược. Không phải bài cược mà cho xe này em Hiền sẽ bao mọi người chạy thử một tuần. Và toàn bộ đang dán keo hết nhá. Đây là chưa lột, mai là đưa lột ra hết này. Màu đỏ đô biến 61 này, D130272. Và chiếc xe này nếu ai mua chiếc xe này, em Hiền sẽ bao cho mọi người chạy thử một tuần. Và trong một tuần đấy mọi người không thích ra, trả lại xe không lỗ ngàn nào luôn. Đấy, chơi là chơi vậy đó. Riêng xe này thôi em mọi người. Tại vì chính xe này em Hiền đã chạy, và cái độ ngon của nó em Hiền bao cả thế giới luôn, bao mọi người luôn nhá. Nói chung là chạy như bay luôn. Và con lít này em Hiền sẽ chào với bán với giá là 11.800.000 đồng. Nếu ai cảm thấy đắt đó thì mọi người cứ ra đây, em Hiền sẽ cho mọi người thử một tuần. Đảm bảo mọi người sẽ không bao giờ quay đầu và trả lại đâu. Tại vì cái độ ngon của nó thì có 102. Lưu ý là toàn bộ dàn áo đang dán keo. Và ngày mai thì em Hiền lại lột ra hết trơn, đánh mắt lên, bao đẹp cho anh chị em bà con nhá. Và xe này bao mọi người, mua ai mua cứ cho chạy thử một tuần. Không ưng không phải là ra đối xe khác mà cho trả lại luôn. Riêng xe lít này em Hiền bao mọi người đến cửa đấy cực kỳ êm luôn. Mai lột keo đánh bát bao đẹp. Một chiếc Attila dàn áo bế sức nhiều chỗ, máy chạy êm. Dàn áo có bế sức chứ mọi người. Đó, không biết bế ở đâu này. Buổi sáng mua là thấy bế rồi, không biết bế ở đâu anh. Đây. Cái này thì em Hiền có thể hàn gắn lại tí cho mọi người được. Attila với giá 3.800.000 đồng. 59X2706 57. Vẫn thay nhất trên cho bà con. Anh để thử chiếc Attila này cho em cái. Tiếp tục đây là một chiếc Classico với giá 10.500.000 đồng. Một chiếc xe zin nguyên bản và bao mọi người, máy móc cực kỳ êm luôn. Hai gương zin theo xe. Vâng, chiếc xe mang biển số 59X2 57589. Ở đây một chiếc Novo 5 vừa về đổi, 93L113277, màu xanh GP, xe cực kỳ mới và đẹp anh chị bà con nhá. Xe này là cực kỳ mới và đẹp luôn nhá. Rất là đẹp và zin nguyên bản từ đầu tới chân luôn. Do trời tối và do thời gian cũng có hạn, hôm nay thì cho số lượng khách qua đông nên mình cũng hơi mệt, nên là không có quay ký được bằng mọi hôm. Thì mong anh chị em bà con thông cảm, mọi người có thể xuống trực tiếp đây để xem nhá. Và con này em Hiền sẽ chào bán với giá bao nhiêu anh? Con này 13 triệu nha, rất mới và đẹp luôn này. Từng đường chỉ, từng nước sơn trên nét này. Đúng 13 triệu, tiếc rằng là quay buổi tối nha. Anh ơi, đấy vào đây tí này. Năm đấy vô cái này, vô đây cho 10 tí mà quay cho nó rõ. Rất mới và đẹp luôn anh chị em bà con. Rồi. 13 triệu đồng. Siêu rượt 14.500.000 đồng. 94K153040. Xe vô rất nhiều đồ kiếng tại xe máy trung đoàn. Đó, đây con Puter này. Một chiếc Puter FI đầu nồi con đi không anh?
một chiếc footer FP phun trăng điện tử, bánh căm tăng đĩa, đầu nồi con đinh, toàn bộ dàn áo vừa lột keo ra và giá cực kỳ dễ thương dành tặng anh chị em bà con, 16.500.000 đồng một chiếc footer dán keo nguyên con vừa lột, đầu nồi đinh máy êm, biển số 99E121684, xe chính chủ luôn anh chị em bà con nhé, footer. Và đây một chiếc xe rẻ 2.800.000 đồng Suzuki Via Smart. Xe thì nát nát không có đẹp đâu. Bây giờ chưa ai, người ta nói lấy lứa thứ vàng, còn giờ lấy tay thứ xe cho em có biết sức chỗ nào không. Nói chung là có lúc lắc 37L6-6075 đến 2.500.000 thôi. Lúc lắc quá. Đặt nối cậu có chạy được không cậu ơi? Suzuki Viva này rất rẻ luôn, hơn xe Trung Quốc mà bán có 2.500.000. Giấy tờ đầy đủ. Quay mà không nói giấy tờ là mọi người hỏi xe giấy tờ, không có giấy tờ à. Cháy máy thật rất êm lắm. 2.500.000 một chiếc Suzuki Smart 110 không phải xe Trung Quốc. Dàn áo có rơ rơ, máy êm. Ôi vì chất lượng luôn nha. Ai đang cần xe đi làm mồ thì đây lựa chọn quá tuyệt vời luôn. Và mọi người ơi, chắc hẳn là còn rất nhiều xe, và chắc hẳn là mọi người cũng muốn xem tải xe máy Tinh Đoàn. Em Hiền báo thật nhiều xe nữa nhưng mà thời gian có hạn, mà sức khỏe thì cũng coi như là hôm nay gọi như là em Hiền hết pin thật sự rồi. Để bán được gần 30 chiếc xe tải xe máy Tinh Đoàn không phải là dễ gì mọi người nhá. Một con số kỷ lục, và nói chung là sức người cũng kỷ lục luôn. Và để có được điều đó là tất cả nhờ công lao của anh chị em bà con đã đồng hành ủng hộ. Hiện tại thì em Hiền vẫn chốt những chiếc xe cuối cùng của buổi tối ngày hôm nay đấy. Và còn ai còn muốn bình luận ở dưới comment, tại vì em Hiền vô tình đọc được một comment là con mù này nói điêu đấy, nhà tôi ở đối diện tôi thấy cả ngày chả ma nào dòm. Thì hôm nay còn ai ở đối diện nhà em Hiền mà thấy nhà em Hiền vắng khách không ạ? Đó, mọi người không cần nghe em Hiền nói ngày bao nhiêu chiếc đâu, nếu mọi người đến đây mọi người sẽ cảm nhận được cái sức nóng tải xe máy Tinh Đoàn. Ai đến đây mua xe đông vui cho em Hiền 1.1 like. Và nếu mọi người ơi, nếu xem kênh của em Hiền thấy vui, thấy hay, thấy giá cá hợp lý, thấy đi xe chất lượng, bấm cho em Hiền 1 like. Còn nếu như anh chị em bà con đến đây thì em Hiền tiếp đón chưa được chu đáo, cắm tay khách hàng mà không hài lòng thì cũng cho em Hiền 1 like để lấy động lực nhá. Bây giờ thì tôi nói chung là hết pin thật sự luôn. Chúc mọi người buổi tuần vui vẻ an yên. Một lần nữa cúi đầu cảm tạ những thượng đế, những vị khách thân yêu đã đồng hành ủng hộ với em Hiền cũng như xem máy Tinh Đoàn nhé. Và bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại tất cả các khách hàng thân yêu vào những clip vào buổi tối, vào các ngày trong tuần nhé. Xin chào, hẹn gặp lại mọi người nhé.